Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Từ hình ảnh dùng kem đánh răng chữa bỏng khiến bàn tay sưng phồng nghiêm trọng, bác sĩ khuyên cáo việc nên làm khi bị bỏng. Chúng ta vẫn được nghe nhiều về chuyện sơ cứu vết thương tại nhà theo các phương pháp dân gian, nhưng có chắc mẹo trị bệnh nào cũng có hiệu quả không? Mới đây, trên trang cá nhân của mình, một bác sĩ y khoa ở Malaysia, tiến sĩ Kamarun, đã tư vấn cho những người khác về những gì nên làm nếu không may bị bỏng ở nhà. Bạn có thể đã nghe mẹ hoặc thậm chí một số người khác nói đến việc bôi kem đánh răng, nước mắm, bột mì, v.v. lên vết bỏng để xử lý kịp thời. Tuy nhiên, bác sĩ Kamarun đã cảnh báo rằng điều này thực sự rất xấu cho vết bỏng. Bác sĩ Cameron đã chia sẻ một bức ảnh của một người bị bỏng bởi dầu nóng trên tay và đã quyết định bôi kem đánh răng lên phần da bị thương. Thật không may, đây là điều sai lầm vì sau đó bàn tay của bệnh nhân bị sưng đến mức gần như không thể nhận ra. Tiến sĩ Cameron cho biết, tự ý áp dụng các biện pháp khắc phục bỏng tại nhà như thế này có thể gây viêm nặng, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng. Ông cho biết bỏng có 3 cấp độ. Ở cấp độ 1, bệnh nhân thường bị đau, đỏ và da không phồng rộp. Ở cấp độ 2, vết bỏng thường đi kèm với mụn nước, đau và đỏ. Đối với bỏng cấp độ 3, da có độ dày lan rộng với vẻ ngoài trắng như da và sẽ không có đau đớn vì các đầu dây thần kinh đã bị tổn thương. Thay vì sử dụng các biện pháp khắc phục tại nhà không đúng, có thể gây ra những nguy hại nghiêm trọng hơn. Bác sĩ khuyên mọi người cần thực hiện các phương pháp sơ cứu phù hợp. Sơ cứu khi bị bỏng. Thứ nhất, làm mát vùng bỏng bằng nước lạnh trong ít nhất 10 phút. Thứ hai, băng bó vô trùng vết bỏng. Nếu vết bỏng lớn, che lại bằng một miếng vải sạch. Thứ ba, gọi xe cấp cứu nếu cần thiết. Nếu trẻ nhỏ bị bỏng, vùng bỏng bắt đầu xuất hiện mụn nước, một số bộ phận cơ thể bị tổn thương, hoặc bạn có thể nhìn thấy các mô bên dưới rõ ràng. Lưu ý quan trọng, không chạm vào vết bỏng. Không dùng dầu hoặc bơ bôi lên vết bỏng vì nó giữ nhiệt, gây tổn thương nhiều hơn. Không sử dụng đá để làm mát vết bỏng, nó có thể làm tổn thương da. Không sử dụng băng dán vết bỏng vì nó có thể dính vào da, gây tổn thương nặng hơn. Bác sĩ Cameroon cũng khuyên những người bị bỏng nghiêm trọng hơn như bỏng độ 2 hoặc độ 3 hãy đến phòng khám gần nhất càng sớm càng tốt để được xử lý, nhất là khi vùng bị thương lớn hơn kích thước của lòng bàn tay, trên mặt hoặc bộ phận sinh dục, bạn nên lập tức đến gặp bác sĩ để điều trị. Tại sao cùng một thuốc nhưng người có tác dụng, người lại không? Đã bao giờ bạn nhận thấy nhiều thuốc có tác dụng với người khác nhưng với bạn thì không chưa? Câu trả lời có thể do sự khác biệt của hệ vi khuẩn đường ruột của chính bạn. Cùng một loại thuốc, tại sao tác dụng ở mỗi người lại khác nhau? Mới đây, các nhà khoa học từ Đại học Yale, Hoa Kỳ đã công bố công trình chứng minh được các vi khuẩn đường ruột sẽ tác động đến chuyển hóa của hơn 150 thuốc khi đưa vào cơ thể và đồng thời xác lập được phần gen cho tác dụng này. Trong nghiên cứu được xuất bản vào đầu tháng 6 năm 2019 trên tạp chí Nature, các nhà khoa học đã tìm hiểu có hay không và nếu có thì bằng cách nào các vi khuẩn đường ruột có thể chuyển hóa thuốc. Đã có 271 thuốc dùng đường uống và 76 loại vi khuẩn đại diện cho hệ vi khuẩn đường ruột được đánh giá. Kết quả ghi nhận, gần 2/3 số thuốc trên bị chuyển hóa bởi ít nhất một vi khuẩn đường ruột và mỗi chủng biến đổi từ 11 đến 95 loại thuốc khác nhau. Sau đó, các nhà nghiên cứu tiến hành xác định những phần nào trong DNA cho phép vi khuẩn có khả năng đó. Phát hiện này sẽ giúp làm rõ vai trò của các vi khuẩn đường ruột
với chuyển hóa của từng thuốc đều tạo nên sự khác biệt giữa các bệnh nhân với nhau. Trước đây, các quan điểm cho rằng thuốc chỉ được chuyển hóa tại vài cơ quan như là gan. Nhưng nhóm nghiên cứu cho biết, chúng tôi mong kết quả này là bước đi đầu hữu ích trong việc hiểu các vi khuẩn cùng đóng góp trong chuyển hóa thuốc trong cơ thể. Chúng ta có thể sử dụng vài gen hay nhóm vi khuẩn để dự đoán khả năng chuyển hóa một thuốc của hệ vi khuẩn đường ruột trên một người. Đồng tác giả nghiên cứu Maria, nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Sinh vật Đại học Yale phát biểu. Việc này là bước đi đầu tiên trong việc xác định các dấu ấn sinh học sẽ giúp các bác sĩ kê đơn loại thuốc đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất cho từng bệnh nhân. Các tác giả cũng ghi nhận được sự khác nhau về số lượng các gen đã được xác định giữa những người bình thường khỏe mạnh. Chính vì thế, một số người có hệ vi khuẩn đường ruột chuyển hóa thuốc nhanh hơn những người khác, thậm chí vài người không hề có tác dụng. Tương lai, các nhà khoa học sẽ tiếp tục xác định chính xác các thức hoạt động của hệ vi khuẩn đường ruột với thuốc và kết quả cuối cùng của những ảnh hưởng này. Nghiên cứu cũng đã mở ra hướng phát triển mới cho các công ty sản xuất dược phẩm như thiết kế thuốc tránh một số tác động xấu của vi khuẩn hay phát triển các loại thuốc thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột giúp tăng cường hoặc kéo dài tác dụng của thuốc. Chỉ dựa vào hơi thở, bạn có thể bắt mạch tình trạng sức khỏe của bản thân, không chỉ đơn giản là vấn đề vệ sinh răng miệng. Mỗi một mùi hơi thở sẽ có những tiết lộ khác nhau về tình trạng sức khỏe của bạn. Hơi thở có mùi có thể là triệu chứng của một điều vô hại, nhưng cũng có thể là một dấu hiệu nghiêm trọng mà bạn không hề lường trước. Chính vì thế, nếu miệng bạn có mùi hôi, lời khuyên dành cho bạn đó là nên xem xét lại những thực phẩm bạn đã ăn trong những ngày qua, kiểm tra lại tình trạng sức khỏe và lịch sử bệnh lý trong gia đình. Sau đây là những nguyên nhân khiến miệng bạn có mùi khó chịu. Thứ nhất, bạn có thể bị nhiễm trùng nấm men. Nhiễm trùng nấm men còn có tên gọi khác là bệnh tơ miệng và đặc biệt phổ biến ở trẻ sơ sinh. Khi mắc căn bệnh này, cổ họng và lưỡi của bệnh nhân xuất hiện các đốm trắng. Nguyên nhân bởi một loài vi khuẩn thuộc chủng nấm có tên là Candida. Trong điều kiện bình thường, vi khuẩn cư trú trong khoang miệng của chúng ta nhưng bị kiểm soát bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên, nếu hệ thống miễn dịch suy yếu, loài vi khuẩn này có thể nhanh chóng sản sinh và gây nhiễm trùng miệng. Ngoài những đốm trắng xuất hiện trong cổ họng, một triệu chứng khác của căn bệnh này là khoang miệng bạn có mùi hôi khó chịu. Thứ hai, bạn có thể mang thai. Ngoài triệu chứng buồn nôn và mệt mỏi, một số lượng lớn phụ nữ mang thai cũng phàn nàn về mùi tanh xuất hiện trong miệng. Nguyên nhân có thể là do những thay đổi nội tiết tố mà cơ thể bạn trải qua khi đang mang thai. Hormone có thể ảnh hưởng đến khứu giác và vị giác của bạn, khiến bạn nhạy cảm hơn với các loại mùi và thay đổi thói quen ăn uống. Nhưng đừng lo lắng, điều này thường biến mất trong tháng thứ 3 mang thai. Thứ 3, cơ thể bạn thiếu kém. Theo các nhà nghiên cứu, nếu chế độ ăn gần đây của bạn có chứa ít kém, thì miệng của bạn có thể xuất hiện mùi vị kỳ lạ. Một nghiên cứu được đăng tải trên trang Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra rằng hàm lượng của kém trong cơ thể có ảnh hưởng đến vị giác và nồng độ gustin trong tuyến nước bọt, một loại protein kiểm soát vị giác. Thứ tư, cúm hoặc cảm lạnh thông thường. Nếu đầu lưỡi của bạn có vị đắng kèm theo cảm cúm hoặc cảm lạnh, đừng lo lắng, điều này hoàn toàn bình thường. Đó đều là triệu chứng của nhiễm trùng thông thường. Theo các nhà khoa học, điều này giúp hệ thống miễn dịch của bạn trở nên cảnh giác và sẵn sàng chống lại vi khuẩn bằng cách sản xuất protein. Khi quá trình này diễn ra, nó có thể gây ra vị đắng trên lưỡi. Thứ năm, bệnh tiểu đường. Hơi thở có mùi là một trong những triệu chứng của bệnh tiểu đường. Khi cơ thể bạn không thể sản xuất insulin, các tế bào sẽ không nhận được lượng đường cần thiết
để sản sinh năng lượng. Cơ thể sẽ bù lại lượng thiếu hụt đó bằng cách đốt cháy chất béo. Quá trình đốt cháy chất béo sẽ sản sinh ra seitan. Chất này sẽ tích tụ dần dần trong máu và nước tiểu của bạn. Nồng độ seitan cao thường gây ra hôi miệng. Thứ 6, bị stress nặng. Lo lắng có thể gây ra chứng khô miệng, tình trạng miệng không có đủ nước bọt để giữ độ ẩm. Chứng khô miệng có thể gây ra khó khăn khi ăn và nói và có thể dẫn đến chứng hôi miệng. Nếu không có nước miếng để làm trơn miệng, xả sạch đi những đồ ăn còn sót, cân bằng mức axit trong miệng và tiếp khoáng chất cho răng, thì dễ đưa đến sâu răng và những sự nhiễm trùng khác. Thứ 7, do loại thuốc bạn đang dùng. Khi uống thuốc, bạn có thể cảm nhận được vị đắng, mặn, thậm chí tanh trong miệng. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, đây chỉ là biểu hiện của tác dụng phụ của nhiều loại thuốc, chẳng hạn như thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm và những loại để điều trị tăng huyết áp và dị ứng. Ngay cả một số vitamin tổng hợp có thể có phản ứng này. Tuy nhiên, bạn không cần lo lắng bởi cảm giác này chỉ kéo dài đến khi những viên thuốc được tiêu hóa trong cơ thể. Thứ 8. Vấn đề vệ sinh răng miệng. Miệng của bạn như một căn nhà chung chứa cả vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Nếu bạn không giữ vệ sinh răng miệng đúng cách, bằng cách đánh răng và rửa răng hàng ngày, điều này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại sinh sôi nảy nở, và cuối cùng miệng bạn sẽ có mùi hôi. Không những thế, thói quen xấu này có thể ảnh hưởng không tốt đến răng và nướu. Lời khuyên dành cho bạn đó là nên đến nha sĩ ít nhất 6 tháng một lần và làm theo khuyến nghị của bác sĩ. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.